Khi ba nghe được bài rap của tôi. Quá rồi ha. Rap đồ ha. Ba rap cho nghe nè. Bài nhắc con đi học bài, sợ con chơi rồi bài quên mất. Việc nhà quét nhà tiếng chất còn đồ chưa giặt mà nằm đó chơi. Ba sợ con ăn chơi bời bó học buông lơi và rồi hư hỏng. Cho nên con xin đừng có mong là ba sẽ động lòng cho con tự nguyện. Học xong nè, tắm rửa nè, ăn xong rồi là phải đi quét nhà. Đi chơi đánh cà bên cây vô đích, chơi không thích ta có cắm đâu. Vậy xin game con cứ cắm đầu, lỡ con bị nghiện con biết đi về đâu. Việc học hôm nay con cứ để đầu, để mà sau này con phát triển bền lâu. Hay chưa? Nhưng mà học nhiều môn mệt lắm, chắc phải mua cái chổi mới nữa, gù quá. Trời ơi, nói con bình thường quá, giờ con nói giỡn. Bình thường. Con học chưa ba?